Mít mật, cho giải bài xong chưa? Dạ thưa thầy, cho xong rồi ạ. Tốt lắm, nay thầy cho trò điểm tốt, cho về chỗ đi. Hôm nay thầy cho các trò nghỉ sớm, về nhà các trò ôn bài đầy đủ. Được về rồi. Về đi thả diều thôi. Cho Hồng Xiêm ở lại, đi theo thầy lên tỉnh, gặp thầy cũ của ta. Thầy cũng đã xin phép cha của trò rồi. Trò được theo hầu thầy ạ. Nhất cậu đấy nhá. Thế là cậu được lên tỉnh chơi rồi. Chết thầy rồi Hồng Xiêm ơi. Thầy ngồi im, không được nhúc nhích. Đi lại nọc độc sẽ lan ra toàn cơ thể đấy ạ. Cứu, cứu thầy với. Thầy có làm sao không Hồng Xiêm? Trò đã sơ cứu xong, giờ chờ có ai đi qua thì nhờ người ta cõng thầy đến nhà thầy lang điều trị giải nọc rắn thôi ạ. Đường này lấy đâu ra người cơ chứ? Có tiếng xe ngựa thầy ơi. Cứu, cứu thầy cháu với ạ. Thầy cháu bị rắn cắn. Tính mạng thầy ngươi không bằng sức khỏe của phu nhân quan tri phủ. Ta cần đến bốc thuốc cho bà ấy uống. Ôi, ông là thầy lang ạ. May quá, ông làm ơn cứu thầy cháu với. Không được, việc của quan tri phủ quan trọng hơn. Quan tri phủ cũng chỉ là người bất nhân. Bất nhân, bất nhân. Ngươi vừa nói gì đấy? Cháu nói quan tri phủ là người bất nhân, nói yêu dân như con, mà thấy dân bị nạn sắp chết, lại để thầy làng lo cứu vợ mình bị ốm trước. Để ta mang cả hai thầy trò về cho quan tri phủ trị tội, thế nào cũng được ạ. Nhưng ông muốn mang thầy trò cháu về trị tội, thì ông phải cứu thầy cháu khỏe lại, mới mang về được chứ ạ. Được, để ta cứu hắn, rồi giải các ngươi về gặp quan. Dám hỗn xược à? Hồng Xiêm, có đúng người đã nói với thầy lang ta như thế không? Bẩm quan lớn, đúng thế ạ. Chính cháu đã nói quan tri phủ là người bất nhân ạ. To gan, ngươi đừng có nghĩ ta coi trọng ngươi là một thần đồng mà ngươi ăn nói hỗn hào như thế nhá. Ngươi đâu, kéo nó ra đánh chăm roi cho ta. Còn thầy đồ đang điều trị vết thương, ta sẽ xử sau vì dạy trò không nghiêm. Đáng đời tội hỗn xược. Bẩm quan lớn, cháu làm thế là có lý do. Xin quan lớn cho cháu được nói đôi lời, rồi quan lớn muốn xử tội cháu thế nào, cháu cũng xin chịu ạ. Dạ bẩm quan lớn, thằng bé này miệng lưỡi rất dẻo, xin quan lớn cẩn thận. Ta biết rồi, ngươi nói đi. Bẩm quan lớn, thầy cháu chúng cháu lên tỉnh, gặp thầy cũ của thầy đồ. Trên đường trở về, không may thầy cháu bị rắn cắn. Đúng lúc thầy lang đây đi ngang qua, cháu đã kêu cứu hết lời, nhưng thầy lang đây không màng đến và bỏ đi với lý do khám bệnh cho phu nhân của quan lớn. Cháu quá lo cho tính mạng của thầy đồ nên mới nghĩ ra câu nói này. Quả nhiên là sau khi thầy lang nghe xong đã quay lại cứu thầy đồ của cháu, vì muốn mang cả hai thầy trò về đây cho quan trị tội. Cháu biết quan lớn là người sống có nhân có nghĩa, nhưng thấy thầy cháu đứng giữa sự sống và cái chết, cháu không còn sự lựa chọn nào khác là lấy tính mạng của mình ra để cứu thầy. Ngươi không hổ danh là thần đồng, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc vẫn cố gắng giành giật sự sống cho thầy của mình, dù cơ hội mong manh. Thầy của ngươi thật có phúc khi có một học trò có tài, có tâm. Nếu ta chỉ tội ngươi thì đúng là người không biết phân biệt đúng sai. Cháu cảm ơn quan lớn ạ. Còn thầy lang, bản thân thầy là một thầy lang, thấy người dân bị rắn độc cắn lại không ra tay cứu giúp, lại bơ bải lo khám cho vợ ta, dù bà ấy chỉ bị cảm nhẹ, để mong nhận được lời khen hay sự chú ý từ ta. Làm thầy mà không có đức, ngươi nên về đóng cửa lại và ngẫm đi. Ơ dạ, Thảo Dân biết tội của mình rồi ạ.
Bây giờ chơi trò câu đố nhá, mọi người có thích không? Đúng rồi, chơi đi cho tỉnh ngủ các bạn ơi. Thế mình đố nhá. Con gì càng to càng nhỏ? Làm gì có con nào càng to càng nhỏ chứ? Con ấy á, nhà mẹ tớ chưa nấu bao giờ. Nó là con gì thế Hồng Xiêm? Là con cua chứ con gì. Xoài thông minh quá. Đố thế mà cũng đố. Các cậu phải nghe tớ đố đây này. Đố các cậu. Nhà vua gọi hoàng hậu bằng gì? Bằng vợ chứ bằng gì? Sai. Cậu đố mẹo à? Gọi bằng hoàng hậu chứ là gì nữa? Không thì là nàng. Sai hết. Gọi bằng miệng chứ gọi bằng gì? Không gọi từ miệng ra thì sao mà... Dào ôi, đố thế mà cũng đố. Thì sao cậu không giải được? Tớ chở Hồng Xiêm giải cho cậu nghe còn gì. Tớ biết, nhưng tớ không nói đâu. Cậu dốt thì nhận dốt đi, còn cố cãi. Cậu chẳng biết gì cả. Phải chịu khó lắng nghe, phải tiếp thu. Các cậu muốn tớ đố tiếp không? Đố mọi người nhá. Cái gì không ai đào mà sâu? Hả? Mọi người! Mọi người đâu cả rồi? Có ai đây không? Ôi! Đói quá! Chắc giờ này mọi người đang đi tìm mình đây! Chẳng lẽ mình phải chết đói ở cánh rừng này á? Biết thế mình mang thức ăn đi! Đói quá! Làm sao con khóc? Hả? Bụt đâu? Cậu đói lắm phải không? Cậu ăn đi. Ngon quá. Của nhà cậu mà. Cậu không nhận ra cơm nhà mình à? Cơm nào cơ? Cơm mà cậu ném xuống ao đấy. Tớ vớt lên, về rửa sạch, phơi khô rồi rang lên đấy. Nên này mới có cơm khô cho cậu ăn chứ. Thế hóa ra chuyện đi lạc này là do cậu sắp xếp à? Hồng Xiêm nói với cha tớ. Cha tớ cùng bọn mình đã lên kế hoạch. Như cậu đã thấy đấy. Chẳng qua là muốn cậu nên biết quý trọng đồ ăn, thức uống. Đến lúc gặp chuyện thì mới biết nó quý giá đến nhường nào. Từ nay tớ sẽ không dám lãng phí đồ ăn nữa. Ha 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 ha